Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV, Vĩnh Phát thuê giang hồ, cấu kết long đầu bạc làm chuyện ác. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Thời gian càng ngày càng trở nên gấp rút, mà đến tận thời điểm bây giờ Vinh Phát vẫn chưa thuyết phục được người dân giao giờ để thực hiện dự án. Điều này đã làm cho mẹ của anh ta cảm thấy rất bất an. Nếu không làm tốt dự án này, niềm tin của ông Hưng dành cho Phát sẽ không còn, đồng nghĩa với việc chức chủ tịch ngày càng xa tầm tay cậu. Vì không muốn mẹ của mình phải lo lắng thêm nên Phát nóng vội, trực tiếp xuống từng nhà của người dân để thuyết phục họ. Nhưng dù anh ta có thuyết phục như thế nào thì vẫn không nhận được sự đồng tình của người dân xung quanh đó, vì họ đã gắn bó với mảnh đất này từ rất lâu, không thể nào nói đi là đi được. Chưa kể mức đền bù mà công ty của VinFast đưa ra hoàn toàn không hợp lý. Nếu như họ rời đi thì cũng sẽ không có cơ hội để mua một chỗ khác tốt hơn. Vì muốn có thể lập được công lớn mà VinFast đã mặc kệ lợi ích của người dân để làm tăng thêm lợi nhuận cho dự án của mình. Chính vì vậy mà anh ta không thể nào thuyết phục được những người dân ở đó. Mặc dù ông ngoại đã từng nói với VinFast là phải dùng cái tâm thì mới đạt được cái tầm, thế nhưng anh ta vẫn không thể nào thực hiện đúng như những lời mà ông ngoại đã dặn dò. VinFast cũng không thể nào đứng yên ở đó mà chờ chết được. Nếu như ông ngoại đã không cho anh ta ra tay thì chỉ còn cách là mượn tay của người khác để hành động. Nếu như ông ngoại có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không nghĩ rằng việc đó có liên quan tới VinFast. Người Phát tìm đến là không ai khác chính là Long Đầu Bạc, bởi vì ở khu vực đó Long Đầu Bạc là người có tiếng nhất. Miễn là có tiền, không có chuyện gì mà hắn ta không dám làm. Chưa kể với đám đàn em hùng hậu của Long Đầu Bạc có thể xử đẹp hết tất cả những người dám cản trở hắn ta. Sau khi thăm hỏi một vài câu, VinFast trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và muốn thỏa thuận với Long Đầu Bạc. Nếu như hắn ta có thể uy hiếp được người dân khiến cho người ở đó phải sợ hãi mà trốn đi nơi khác thì VinFast hứa rằng sẽ chia lại một phần lợi nhuận của dự án cho hắn. VinFast cứ nghĩ rằng mình có thể sử dụng Long Đầu Bạc như một con cờ để chiến thắng. Nhưng anh ta không thể nào ngờ được chính VinFast mới là con cờ trong tay của Long Đầu Bạc để hắn ta có cơ hội trả thù ông Khải Hưng một cách dễ dàng hơn. Long Đầu Bạc đang cay cú chuyện ông Hưng trả tiền cho Nhã Phương, phá hỏng kế hoạch của hắn. Long Đầu Bạc muốn nhân cơ hội này, dùng chính người thân của ông để báo thù ông. Sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng, Long Đầu Bạc chấp nhận hợp tác với VinFast với điều kiện là tất cả những dự án về sau của VinFast đều phải cho Long Đầu Bạc tham gia. Vì muốn nhanh chóng có được thứ mà mình mong muốn, VinFast đã không ngần ngại chấp nhận thỏa thuận này của Long Đầu Bạc. Sau khi giao dịch xong, quả nhiên chỉ sau vài ngày hôm sau, VinFast đã nhận được tin những người dân ở đó đang rất bất an vì liên tục bị những tên đầu gấu đến quấy rối. Có người còn khóc lóc kể lể vì người thân của họ suýt nữa là bị kẻ xấu làm hại. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng, liệu với âm mưu đen tối của VinFast, anh ta có thành công lấy được lòng tin của ông ngoại hay không? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.